Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Đạo Nguyễn. Ngày hôm nay mình sẽ dành thời gian để giới thiệu với các bạn một sản phẩm bếp từ đôi của hãng Bluestone. Thì đây là một thương hiệu gia dụng khá là nổi tiếng trên thế giới. Thì trong thời gian này thì họ đã giới thiệu vào thị trường Việt Nam sản phẩm bếp từ đôi. Thì mình đã mượn được sản phẩm bếp từ đôi Bluestone ICB6835 trực tiếp từ hãng. Và hôm nay mình muốn mở hộp giới thiệu cho các bạn và đánh giá về sản phẩm này. Với sản phẩm Bluestone ICB6835 này thì bạn có thể ra trực tiếp hệ thống showroom bếp lửa Việt tại số 386 Cầu Giấy, Hà Nội. Bạn đến đấy để mà có thể là mua hàng hoặc có thể ra đấy trực tiếp mình sẽ tư vấn cho bạn. Ngoài ra nếu như mà không ra được thì bạn có thể truy cập vào website bếplửaviet.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán cũng như được khuyến mãi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp chiếc bếp này. Như bạn thấy ở trên hình ở đây là tôi đã có chiếc bếp từ Bluestone ICB6835 nguyên hộp bếp từ đôi. Thì bếp này sẽ được bảo hành 2 năm và một đổi một trong vòng 6 tháng. Ok, chúng ta sẽ mở bếp. Thì cái thiết kế của nó cũng khá đơn giản thôi. Xốp phía trên có một tấm xốp mềm này. Các xốp đặt ở xung quanh. Kiểu này thì nó có hơi lạ một chút so với một số dòng bếp khác. Ở đây thì có một bếp này. Đặt phía dưới lên thì bạn có thể thấy là nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Nó cũng khá đơn giản thôi. Và ở đây cái hơi lưu ý một chút, ở đây là các bạn thấy là bếp này nó là bếp dòng có 5 dây. Thì trong cái phần sau ấy thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây. Đấy thì cái thiết kế toàn bộ các phụ kiện và bếp thì nó cũng khá đơn giản. Nhìn bên bề mặt ngoài, bếp từ Bluestone có thiết kế rất đẹp với hai vùng nấu từ là dấu cộng. Bếp sử dụng mặt kính Scotch Ceran vắt cạnh 4 chiều cho cảm giác đẹp và sang trọng. Mặt kính của bếp có kích thước là 73 x 43 cm, phù hợp với cái thiết kế bếp phổ thông. Bếp được trang bị hai vùng nấu từ, trong đó bếp trái có đường kính là 18 cm, công suất tối đa là 2200W. Bếp phải có đường kính là 22 cm, công suất bức 9 đạt 3000W. Tổng tải của bếp là 5200W. Đây phải nói là một mức công suất khá ấn tượng với một hãng mới sản xuất bếp từ. Bảng điều khiển của bếp thì cũng rất ấn tượng với việc sử dụng bảng điều khiển chung. Với bảng điều khiển này thì bạn có thể thấy rằng nó khá là giống với dòng bếp từ TK-IZ7210 mà tôi đã từng làm video. Tuy nhiên thì thao tác bật tắt thì nó cũng sẽ hơi khác một chút. Như bạn thấy đây là mặt sau của bếp từ Bluestone ICB6835. Thì đây là cái khung kim loại rất là chắc chắn và an toàn. Thì khung tôn mạ kẽm này thì tôi thấy là nó được hoàn thiện khá tốt, các chi tiết đường nét rất là vuông vức. Bếp thì ở đây sẽ có 4 cái vị trí này. Bạn có thể để ý là 4 vị trí này thực chất là 4 cái vị trí mà bạn có thể lắp chân. Tất nhiên là trong bếp thì nó không có chân, nhưng mà bạn có thể dùng các chân cao su của bếp ga để lắp vào và biến nó thành bếp xương. Phía trên này thì bạn thấy là các khe thoát nhiệt nó được hoàn thiện rất là tốt. Khe thoát nhiệt này thì nó ở cái phía xa người tiêu dùng nên là sẽ không ảnh hưởng nếu như mà bạn đặt riêng bếp. Bếp thì sẽ có 3 quạt gió, đây là 3 cái quạt đồng trục. Thì theo tôi đoán ấy thì hai bên này chính là hai cái quạt tản nhiệt cho hai cái vùng âm từ phía dưới. Còn cái quạt ở giữa này thì nó đóng vai trò là tản nhiệt cho cái mạch công suất và cái bảng điều khiển. Bếp này sẽ có kích thước cắt đá là 695 x 395mm. Bạn sẽ cắt đá theo chính xác kích thước này và đặt bếp vào. Dây điện của bếp sẽ là loại 5 dây. Xin lưu ý các bạn, bếp này là 5 dây nhá, chứ không phải là 3 dây như bếp thông thường đâu. Thì nó sẽ có một lật dây đen này, một dây xanh dương này, một dây màu nâu đỏ này và một dây trắng xám. Ngoài ra thì nó sẽ có dây hai màu là dây tiếp mát nối đất rồi, chúng ta bỏ qua. Còn hai còn 4 cái dây này thì bạn sẽ nối cho mình là dây đen với dây xanh dương và dây trắng xám với cái dây màu nâu. Nối nó theo đúng như vậy. Nếu như mà bạn không nối đúng như vậy thì khả năng rất là cao khi mà bạn cắm điện vào sẽ gây chập bếp mà thậm chí là sập điện toàn hệ thống. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bếp từ Bluestone ICB6835. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng bếp từ đôi Bluestone ICB6835. Ở đây là tôi đã có bếp và một nồi có nước. Đầu tiên để sử dụng bếp thì bạn sẽ nhấn phím nguồn. Bếp sẽ hiển thị hai vùng nấu ở đây, có hai cái vạch này. Để mà nấu vùng nấu nào thì bạn sẽ chọn vùng nấu đấy.
Ngay khi mà bạn chọn vùng nấu rồi thì bếp nó sẽ mặc định ở mức công suất số 5. Nếu như mà bạn muốn tăng lên thì bạn có thể ấn phím nút tăng này. Tăng lên này. Nó sẽ có 9 mức công suất, bao gồm cả chức năng booster, mức P ở mức 3000W. Nếu như bạn muốn giảm mức công suất thì bạn chỉ việc chọn xuống thôi. Nhấn lên nữa là nó về số 0 ngay. Chọn bếp và tăng công suất P. Tương tự như vậy với bên trái, bạn cũng chọn bếp, mặc định sẽ là số 5 luôn, bạn có thể giảm. Nhưng đây là do tôi không đặt nồi, cho nên là bếp sẽ không thể điều khiển được. Bếp sẽ có tính năng hẹn giờ. Để mà hẹn giờ cho bếp thì bạn sẽ chọn lại bếp cần hẹn giờ, chọn bếp, nhấn vào biểu tượng đồng hồ, sau đó nhấn nút tăng. Để setup thời gian hẹn giờ, nhấn lại biểu tượng đồng hồ. Như vậy là bếp bên phải đã được hẹn giờ 8 phút. Để mà khóa bàn phím thì bạn sẽ nhấn giữ phím khóa này. Đấy, lúc đấy thì bếp sẽ không thể thay đổi được. Bạn có nhấn vào đây thì cái đèn ở phím khóa này sẽ nháy thôi. Để mà giải khóa bàn phím thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng khóa này. Đó, thì bếp đã được giải khóa. Bạn có thể chọn lại bếp và giảm công suất hoặc tăng công suất tùy ý. Để tắt bếp, bạn sẽ nhấn giữ phím nguồn. Tắt một lần thì nó sẽ vẫn còn hai vạch này. Tắt hai lần thì bếp sẽ tắt hoàn toàn. Thì đấy là toàn bộ những tính năng của chiếc bếp từ Bluestone ICB6835. Tôi cũng đã tiến hành đun nước trên bếp từ Bluestone ICB6835 thì kết quả cũng rất ấn tượng. Khi mà thu được cái thông số như sau thì bạn sẽ tiêu tốn hết 118W trong vòng 2 phút 29 giây để mà đun nước từ nhiệt độ thông thường lên đến khi sôi. Tất nhiên thì nó sẽ cao hơn một chút so với những cái thử nghiệm trước đây, do là nhiệt độ nước hôm nay của Hà Nội là hơi thấp. Thử nghiệm nấu ăn với bếp thì cũng khá là ấn tượng, khi mà sản phẩm này thì có thể nấu được hầu hết các món ăn khi mà có hai vùng nấu khả năng tùy biến công suất khá là tốt. Trong đó thì theo công bố của hãng thì bếp trái có khả năng ổn định công suất ở mức 400W, trong khi đấy thì bếp phải có khả năng ổn định mức công suất ở 1700W. Ngoài ra thì cảm ứng của bếp rất nhạy, quạt gió cũng không quá là ổn. Đây là cũng rất hợp lý cho một sản phẩm bếp từ tầm trung. Đặc biệt là Bluestone là một thương hiệu phổ thông, không phải là thương hiệu chuyên biệt, nên là họ làm được điều này theo tôi thấy là quá là tốt rồi. Video giới thiệu về bếp từ Bluestone ICB6835 của tôi xin kết thúc tại đây. Nếu bạn có bất cứ điều thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Và đừng quên ra showroom bếp lửa Việt số 386 Cầu Giấy, Hà Nội để tìm hiểu sản phẩm cũng như là mua hàng. Tôi Đạo Nguyễn, hy vọng thông tin hôm nay đã hữu ích cho bạn.